Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại dự án Hà Đô Dragon City thuộc địa phận xã An Thượng và Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Sau nhiều năm triển khai vẫn đang hoang hóa, ế ẩm. Điểm duy nhất ở khu đô thị đình đám một thời này là trạm trộn bê tông gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông cho cả khu vực. Theo giới thiệu, dự án Hà Đô Dragon City cách trung tâm thành phố Hà Nội 14 km, có diện tích hơn 30 ha, quy mô dân số khoảng 10.084 người. Cũng theo quảng cáo của tập đoàn Hà Đô, đan xen giữa các khu biệt thự, nhà ở là các khu công viên cây xanh, đường đi dạo phục vụ nhu cầu thư giãn, dạo mát, thể dục của cư dân, góp phần tạo ra không gian sống hiện đại nhưng gần gũi với thiên nhiên. Thế nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, cả khu vực rộng lớn này chỉ có duy nhất một căn nhà đang được xây dựng. Tuy nhiên, chưa hề có một tòa nhà cao tầng hay là khu nhà liền kề nào xuất hiện, chứ chưa nói đến là hạ tầng kỹ thuật điện nước như chủ đầu tư giới thiệu. Bỏ hoang lâu ngày nên ở đây đã được tận dụng dùng làm nơi vui chơi của trẻ em gần đó như thế này. Lấy 2006 đến giờ đấy, hơn 10 năm rồi. Bù rẻ không thì còn 45 triệu rồi còn sao. Điểm nổi bật duy nhất của khu đô thị rộng hơn 30 ha này là một trạm trộn bê tông. Những chiếc xe trọng tải lớn ra vào trạm trộn thường xuyên gây ô nhiễm cũng như mất an toàn giao thông cho khu vực này. Còn lại tất cả máy móc, vật liệu phục vụ thi công xây dựng cũng bị bỏ cho phơi mưa phơi nắng đến rỉ sét như thế này. Con đường duy nhất được trải nhựa tại đây cũng đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp, nắp cống cũng đã biến mất theo thời gian. Như đã biết, hồi tháng 8 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản gửi Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan đến việc rà soát lại toàn bộ các dự án đã cấp đất cho doanh nghiệp nhưng bỏ hoang nhiều năm không triển khai. Theo lãnh đạo Hà Nội thì hàng năm thành phố đều giao kế hoạch cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn và thanh kiểm tra đối với các trường hợp vi phạm. Vậy, liệu dự án Hà Đô Dragon City có nằm trong danh sách đó trên? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả trong phóng sự tiếp theo.